Chương 7 Những vị nữ đại đệ tử Phật Visakha, nữ đại thí chủ của Đức Phật Thổ nọ trong thành Phaditya xứ Anga có một phú gia tên Mendaka. Trong một kiếp quá khứ, vào thời mọi người dân đều bị đói kém, ông đã phát tâm dân cúng hết phần thực phẩm sau cùng của ông và gia đình đến cho một vị Phật độc giác. Do tấm lòng hy sinh tự phát và trong sạch đó, mà kiếp này ông thọ nhận được nhiều phước quả siêu phàm như thực phẩm dự trữ trong nhà không bao giờ dơi cạn, cho dù có tiêu thụ hay cho đi nhiều thế mấy Và qua màu thu hoạch trên đồng ruộng phì nhiêu của ông không bao giờ bị dứt đoạn. Không chỉ một mình ông được hưởng phước báo siêu phàm này, mà vợ, con, dâu và người hầu do cùng chung tạo công đức thù thắng ấy, nên đều được thọ hưởng quả lành quyền diệu trong kiếp hiện tại. Cộng nghiệp cao quý này đã gieo duyên lành cho họ được sống gắn bó bên nhau liên tục trong nhiều đời nhiều kiếp. Con trai Thananjaya và con dâu Sumana Devi của ông có một đứa con gái tên là Visakha. Đây cũng là một quả lành từ quá khứ. Trong một kiếp rất xa xưa, Vishakha đã từng phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara, xin được thành đệ nhất nữ thí chủ của Đức Phật và Tăng chúng. Để thành tựu lời ước nguyện này, Vishakha đã phải thực hành vô số công hạnh với rất nhiều vị Phật quá khứ mới hoàn thiện đủ các ba la mật của một vị đại đệ tử. Vào kiếp này, các công hạnh ấy đã hoàn thiện và đến ngày trổ quả. Năm Vishakha lên 7 tuổi, Đức Phật cùng Chư Tăng đến thành Phadidya. Khi nghe tin Đức Thế Tôn đến, Mendaka bảo người cháu gái yêu quý. Đây là một ngày quan hỷ vì Đức Thế Tôn đến ngay thành phố của chúng ta. Cháu hãy tụ tập hết tất cả hầu cận của cháu đến đảnh lễ Đức Phật. Vishakha làm y theo lời ông nội dạy và được Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cả đại gia đình. Cuối thời Pháp, Vishakha và 500 người hầu cận cùng ông bà nội, cha mẹ và người hầu của họ đều đắc quả nhập lưu. Vào thời đó, xứ Anga thuộc về vương quốc Magadha do vua Bimbisara thuần thành cai trị. Khi vua Pesanadi xứ Kosala nghe tin có 5 người được phước báo siêu phàm đang ở vương quốc lân cận, bèn thỉnh cầu vua Bimbisara là bạn và là anh rể mình. Cho dời một trong năm người ấy sang xứ Kosala để quần thần Kosala được duyên lành chứng kiến trực tiếp tấm gương sáng của đức hạnh. Do đó, con trai của Mendaka, Thananchaya cùng vợ con dọn về xứ Kosala xây dựng một thành phố xinh đẹp là Saketa gần kinh thành Savathi. Nơi đây Visakha trưởng thành giữa một gia đình đạo hạnh vô cùng kính ngưỡng Đức Phật và tăng chúng của Ngài. Thường xuyên thỉnh mời các vị đến nhà trai tăng và thuyết giảng giáo pháp cao thượng. Tại Savatthi, kinh thành xứ Kosala, có một cư sĩ giàu có tên Migara. Con trai ông là Punya Vatthana, vừa đến tuổi lập gia đình, nhưng cương quyết chỉ thành hôn với người con gái có đầy đủ năm vẻ đẹp, tóc đẹp, thịt đẹp, răng đẹp, da đẹp và trẻ đẹp. Cha mẹ Punya Vatthana mướn một đội bà la môn đi tìm cho con một thiếu nữ với năm vẻ đẹp ấy. Thế nhưng đã kiên trì đi khắp các thành phố trong xứ, họ vẫn không tìm được một thiếu nữ tuyệt sắc như thế. Trên đường trở về, khi đi ngang thành phố Saketa, họ nhìn thấy Visakha, bây giờ đang độ 15-16 tuổi. Họ sừng sốt ngay trước vẻ đẹp toàn hảo của cô. Chỉ có một điểm họ chưa thấy được là hàm răng của cô. Do đó, họ quyết định tới gợi chuyện với cô. Lúc ấy, Visakha đang khoan thai cùng các tỷ nữ trên đường xuống sông tắm. Bất chợt, một cơn giông lớn đổ ập xuống. Các tỷ nữ hấp tấp chạy tán loạn để tránh mưa. Nhưng Visakha vẫn ung um dung tiếp tục bước đi với dáng điệu đoan trang và quý phái Đoàn Bà La Môn đến gần và hỏi vì sao Visakha không chạy đi trú mưa như các cô gái khác. Cô trả lời: Cũng giống như một vị vua sẽ chẳng còn thể thống nếu hấp tấp chạy đi núp mưa như kẻ thường dân. Một thiếu nữ con nhà gia giáo mà lại lật đật đi tránh mưa, thật chẳng nên nếp chút nào. Hơn nữa, một cô gái chưa có gia đình như tôi phải biết tự bảo trọng, như phải nâng niu giữ gìn một món hàng để bán để khỏi bị thương tích và trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhóm bà La Môn vô cùng khâm phục người thiếu nữ qua cuộc nói chuyện, đến nỗi họ đi ngay đến nhà cha cô xin hỏi cưới cô cho con trai của chủ họ. Thanh An cha Gia chấp nhận lời cầu hôn và ngay sau đó gia đình Migara cùng con trai Punya Vattana đến thành Saketa rước dâu. Nghe tin này, vua Pesanadi và hoàng gia cũng tháp tùng. Mọi người cùng quan hỷ dự tiệc cưới thật tưng bừng ở nhà cô dâu. Đồng thời, các thợ kim hoàng ráo riết làm vô số nửa trang quý giá cho cô dâu. Mãi ba tháng sau, họ vẫn chưa hoàn tất các món trang sức. Trong lúc đó, thì phải tận dụng củi lửa để nấu nướng thức ăn cho bao nhiêu là thực khách. Trong hai tuần lễ, người nhà phải phá các căn nhà cũ để lấy củi nấu nướng, vẫn chưa đủ dân thành Saketa bèn lấy áo quần trong rương ra tắm dầu để nhóm lửa nấu ăn. Sau thêm hai tuần nữa, các món nữ trang mới làm xong và đoàn rước dâu lên đình trọng thể quay trở về Savatthi. Senanjaya cho con gái của hồi môn gồm hàng trăm xe chở đầy tơ lụa, vàng bạc và nhiều nô tỳ. Ông còn cho Visakha một đoàn gia súc đông đến nỗi đường phố bị tắc nghẽn khi đoàn gia súc này rời chuồng, các con bò ở lại cắn đứt dây trói để được nhập theo đoàn bò sắp đi xa. Dân chúng từ 14 làng thuộc về Thananchaya cũng muốn theo chân Visakha về nhà mới, chứng tỏ mọi người yêu mến cô biết chừng nào. Bao nhiêu của cải và tùy tùng mà cô thọ nhận là bấy nhiêu công đức phụng sự tam bảo mà cô đã làm qua nhiều đời, nhiều kiếp. Khi từ giả gia đình, Visakha đã được thân phụ truyền cho mười điều khuyên răng theo lối ẩn dụ nhắc nhở cô phải luôn luôn hành hạnh bố thí cúng dường ở mức độ cao cả nhất ông cũng cử tám người cố vấn trung tính theo dõi cẩn mật bất cứ lời phàn nàn nào về con gái của mình mười châm ngôn cho Visakha như sau một đừng đem lửa trong nhà ra ngoài hai đừng đem lửa bên ngoài vào nhà ba chỉ cho những người cho 4. Đừng cho những người không cho. 5. Cho cả hai những người cho và những người không cho. 6. Ngồi một cách an vui. 7. Ăn một cách an vui. 8. Ngủ một cách an vui. 9. Canh kỹ lửa củi. 10. Tôn trọng các vị trời trong nhà. 10 chấm ngôn trên bao hàm ý nghĩa như sau. 1. Người vợ không nên nói xấu cha mẹ chồng, và chồng cũng không nên đem chuyện kiếm quyết hay tranh chấp trong nhà thuật lại với người khác. 2. Người vợ không nên nghe chuyện thị phi bất thiện từ các nhà khác rồi về nhà kể lại. 3. Chỉ nên cho dây những người biết trả. 4. Không nên cho ai mượn vật gì nếu người ấy không chịu trả lại. Năm, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó dù họ không thể đền trả. Sáu, phải ý tứ khi ngồi. Nếu thấy cha mẹ chồng hay chồng đến thì đứng dậy đi tỏ lòng tôn kính chứ không nên ngồi yên. Bảy, trước khi sớt thức ăn cho mình phải để ý xem cha mẹ, chồng và gia nhân đã được sớt thức ăn chưa. Tám, trước khi ngủ phải đi xem xét cửa nẻo, đồ đạc trong nhà có an toàn không. Xem gia nhân đã chu toàn mọi việc chưa? Xem cha mẹ chồng đã ngủ chưa? Thường nghiệp vợ phải dậy sớm trước người khác và trừ khi không được khỏe, không nên ngủ vào ban ngày. Chính, cha mẹ chồng và chồng phải được xem như là lửa. Phải cẩn thận khi dùng lửa thế nào thì cũng phải cẩn thận khi đối xử với họ như thế ấy. 10. Tôn trọng cha mẹ chồng và chồng như chư thiên vào ngày Visakha đến nhà chồng ở Savatthi. Cô được dân chúng mọi thành phần đến tặng quà, nhưng Visakha thật là nhân từ và rộng rãi, nên đã phân chia tất cả quà tặng cho lại họ, kèm với lời cảm ơn thật tử tế và nồng hậu. Cô đối đãi với họ cũng hết lòng giống như đối với người dân ở quê hương cô. Với hành vi cao đẹp ấy, cô đã thân thiết với mọi người dân ngay từ ngày đầu đặt chân về nhà chồng có một biến cố trong đời visakha biểu lộ được lòng nhân hậu của cô ngay cả đối với súc vật khi nghe tin con ngựa thuần của cô sanh con vào nửa đêm lập tức visakha cùng vài tỳ nữ đốt đuốc đi vào trong chuồng chăm sóc cho ngựa mẹ bằng tất cả sự cẩn trọng và lòng quan tâm người cha chồng migara là một tín đồ trung kiên của giáo phái ẩn sĩ lõa thể không khi nào thỉnh đức phật đến nhà trai tăng Mặc dù ngài thường ngủ tại một tu viện gần đó, chỉ vài ngày sau đám cưới con trai để tạo phước, ông mời một số đồng ẩn sĩ loa thể đến nhà dân cúng rất trọng thể. Khi họ đến nhà, ông bảo cô dâu mới hãy đến xưng tán các vị A-la-hán. Nghe đến chữ A-la-hán, visaka rất đổi hân quang nên dội dàng đi đến phòng khách, tưởng sẽ gặp được các chư vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật nhưng cô chỉ thấy toàn là các ẩn sĩ lõa lồ, thiếu hẳn phong cách trang nghiêm và khiêm tốn. Cảnh tượng mà một thiếu phụ đoan trang không thể nào chịu đựng nổi. Cô phiền trách cha chồng rồi rút lui về phòng không giữ buổi trai tăng. Nhóm ẩn sĩ lõa thể cảm thấy bị xúc phạm nên trách mắng vị phú gia đã đem một tính nữ của Sa Môn Cô Đàm về làm dâu. Họ đòi ông phải tống khứ cô ra khỏi nhà ngay nhưng Migara đã cố gắng hết sức để làm họ nguôi giận. Ngày nọ, khi Migara đang ăn một món cháo thật bổ dưỡng, nấu bằng gạo trộn mật ong, đựng trong bát bằng vàng, một thầy tỳ khưu đến trước nhà trị bình khất thực. Visakha đang hầu quạt cha chồng nên đứng qua một bên cho ông thấy rõ vị sa môn mà phát tâm sớt bát. Nhưng Migara giả giờ không thấy và vẫn tiếp tục ăn. Visakha bèn nói với vị sa môn Bạch Ngài, xin hãy đến nơi khác quá duyên, cha chồng tôi đang ăn đồ cũ. Migara rất giận dữ khi nghe những lời mà ông xem như sỉ nhục này, muốn đuổi cô ra khỏi nhà ngay. Nhưng các gia nhân cô đem theo không chịu tuân theo lệnh này. Ông bèn mời tám vị cố vấn để phàn nàn về người con dâu. Visakha giải thích rằng tất cả những phước báo mà ta được thọ hưởng hôm nay đều là quả lành của những thiện nghiệp trong quá khứ, cũng như ăn thức ăn cũ mà thôi. Không cúng dường chư tăng là không tạo nên công đức mới cho quả lành mai hậu. Nghe những lời này, các vị cố vấn kết luận rằng thái độ của cô không có gì sai quấy. Sau sự việc này, Visakha báo cho gia đình chồng biết cô muốn trở về nhà cha mẹ cô. Migara mở lời xin lỗi và Visakha bằng lòng ở lại với điều kiện là cô được phép thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến nhà thọ trai. Migara miễn cưỡng chấp thuận, nhưng tuân theo lời dặn của nhóm ẩn sĩ lọa thể, ông không đích thân cúng dường Chư Tăng. Để giữ lễ độ, ông chỉ xuất hiện chốc lát khi vật thực được dân cúng rồi rút lui, nấp sau một bức màn để nghe Đức Phật thuyết pháp. Kỳ diệu thay, những lời Đức Phật giảng dạy đã làm ông xúc động tận tâm can Đến nỗi, dù ngồi khuất mắt, ông vẫn thâm nhập từng lời dạy về thực tánh của các Pháp sanh khởi và hiện hữu, và ông chứng đắc quả nhập lưu. Trang ngập lòng biết ơn, ông nói với Visakha rằng, từ đây, ông kính trọng cô như mẹ, và gọi cô là Migara Mata, có nghĩa là mẹ của Migara, hay lọc mẫu. Rồi ông tiến đến Đức Thế Tôn, đê đầu đảnh lễ dưới chân ngài, và nguyện nương tựa nơi tam bảo. Visakha thỉnh Đức Phật đến thọ trai ngày hôm sau. Và vào dịp đó, mẹ chồng cô thính Pháp và cũng đắc quả nhập lưu. Bắt đầu từ đó, toàn thể gia đình trở thành thiện tính thuần thành của bậc giác ngộ và giáo đoàn của Ngài. Thời gian qua đi, Visakha sanh hạ không dưới 10 con trai và 10 con gái. Tất cả người này đều có số con cháu cũng đông như vậy suốt 4 thế hệ. Visakha hưởng thọ đến 120 tuổi. Nhưng theo các chú giải, thì suốt đời bà vẫn giữ vẹn dáng vẻ của một cô gái thanh xuân 16 tuổi. Đây là phước quả do công đức và niềm quan hỷ hưởng thọ giáo Pháp lúc nào cũng tràn ngập trong tâm bà. Chú giải còn ghi rằng Visakha có sức mạnh phi thường như sức voi và có thể làm việc cực lực, không hề mệt mỏi để chăm sóc cả đại gia đình. Bận biểu như thế, nhưng bà vẫn tìm được thời giờ cúng dường chư tăng hàng ngày viếng thăm các tỉnh xá và đảm bảo cho chư tăng ni luôn có đầy đủ tứ vật dụng gồm vật thực y phục chỗ ở và thuốc men trên tất cả bà còn tìm được thời giờ nghe đi nghe lại giáo pháp của đức thế tôn do đó đức thế tôn đã nói visakha đứng hàng đầu trong các nữ cư sĩ hộ trì giáo đoàn của như lai Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài kinh số 14. Tạng luật, quyển 4, trang 161, đặc biệt ghi rõ sự kiện đó. Một hôm, sau khi nghe thuyết pháp, bà để quên bộ nữ trang hôn lễ vô giá của bà và được Đại Đức Ananda cất giữ dùm. Bà cho sự sai sót vô ý đó là một nhắc nhở để bà tạo thiện nghiệp nên quyết định đem bán bộ nữ trang này để lấy tiền mua thực phẩm cúng dường chư tăng nhưng tất cả dân thành Savatthi không ai có khả năng mua nổi. Cuối cùng, chính bà từ bỏ tiền ra mua lại. Với số tiền này, bà xây dựng một tỉnh xá thật khang trang ở Đông Viên, trước cổng thành Savati. Một giảng đường lớn được dựng lên ở trung tâm tỉnh xá mang tên là Giảng đường của mẹ Migara hay Giảng đường Lộc Mẫu. Migara Matu Basada thường được nhắc đến trong các bài kinh Phật. Đức Thế Tôn thường suy ngụ ở đó trong 20 năm cuối cùng, giống như Ngài hay ngụ tại tỉnh xá Jetavana do vị đại thí chủ Anathabindika dân cúng. Kinh điển Pali ghi lại nhiều giai thoại về cuộc đời của Visakha. Lần nọ, một số thân hữu của Visakha nhờ bà đưa các phụ nhân của họ đến viếng Đức Phật. Một vài phụ nữ trong nhóm đang xe rượu và vì vậy, thiếu sự đoan chánh trước mặt Đức Tôn Sư. Nhưng dịp này, Visakha hỏi Ngài về nguồn gốc của chất say làm hư hoại giới hạnh của con người. Ngài bèn thuật chuyện tiền thân cung pha. Trích chuyện tiền thân của Đức Phật như sau. Jataka 512 Tức chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài Kinh 512 Trong khu rừng nọ, một cây cổ thụ có lỗ lớn ở giữa thân chứa nước mưa. Trái chính thường rơi vào lỗ này. Chim chóc cũng hay mổ lúa thóc đến đậu trên cây để ăn. Trong lúc chim ăn, lúa gạo rơi xuống lỗ. Lâu ngày, phơi dưới nắng trời, nước này lên men và quá thành rượu. Ngày kia, một người thợ rừng tìm thấy thứ nước men này, nếm thử và thấy lần lần sảng khoái. Lần này sang lần khác, ông quay lại uống để tiếp tục thưởng thức cảm giác đê mê này. Không bao lâu, ông trở thành một kẻ nghiện rượu say xưa. Ông còn mời bằng hữu và thân quyến cùng uống với ông. Và rồi cứ thế, họ chế tạo và buôn bán rượu, luôn phiền truyền thói hư tật xấu cho người khác. Theo đà ấy, toàn dân nước Ấn Độ có thể đã nghiện rượu hết nếu không nhờ vua trời Ca xuống can thiệp và giảng giải cho họ nghe về những ác quả kết thành do dùng các chất say một lần khác khi visakha gửi một số quà quý giá cho thân quyến ở quê nhà anga bà bị lính biên phòng đánh thuế rất nặng bà phẫn uất thưa việc này lên nhà vua nhưng vua chưa giải quyết vì bận việc triều chính visakha tìm đến đức thế tôn thỉnh cầu lời khuyên dạy đức tôn sư chỉ đọc vài câu kệ ngắn nhưng đã quá giải được phiền não và tức giận của bà đau khổ là để tâm bị khuất phục. Hạnh phúc là làm chủ được tâm ta. Người rối rắm trong sầu lo thường tình, ràng buộc ấy không dễ gì vượt thoát. Trích cảm hứng ngữ Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ ba trong Tiểu Bộ Kinh. Lại một lần khác, Data, đứa cháu yêu quý của Visakha, thường giúp đỡ bà trong việc cúng dường trai tăng, đột ngột qua đời. Visakha đau lòng vô cùng, vào lúc giữa trưa, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, Visakha tìm đến Đức Thế Tôn và kể cho ngài nghe nỗi buồn khổ của mình. Đức Phật hỏi bà: "Này Visakha, bà có muốn số con và cháu của bà nhiều như dân chúng thành Savatthi không?" Bà Thế Tôn có muốn chứ. "Này Visakha, vậy mỗi ngày có bao nhiêu người chết ở Savatthi?" "Ồ, Bạch Thế Tôn, ở Savatthi ngày nào cũng có 10 hay 9 người, 5 hay 3 người, hay 2 người, ít nhất thì cũng một người chết. Savatthi không bao giờ thoát khỏi sự chết chóc. Nếu thế thì có lúc nào bà sẽ không phải chịu đau khổ. Bạch Ngài thật thể được, con sẽ phải sống trong đau khổ mỗi ngày. Đức Tôn Sư khiền từ giảng giải cho Visakha. Này Visakha, những ai có một trăm người thân yêu có một trăm đau khổ những ai có chín mươi người thân yêu có chín mươi đau khổ những ai có một người thân yêu có một đau khổ nhưng những ai không có người thân yêu không có đau khổ như lai nói rằng những người ấy thoát khỏi đau khổ thoát khỏi ưu phiền thoát khỏi tuyệt vọng ngài giải tiếp có đối tượng để dính mắt thương yêu là có đau khổ khởi sanh vì thế những ai không có đối tượng để dính mắt thương yêu ở bất cứ nơi nào trên thế gian những người ấy có sự an lạc không còn đau khổ do đó ai ước nguyện không còn đau khổ không còn ô nhiễm thì không nên tạo tác đối tượng để dính mắt thương yêu ở bất cứ nơi nào trên thế gian trích cảm hứng ngữ kinh phật tự thuyết tập thứ ba trong tiểu bộ kinh tăng chi bộ kinh có ghi ba bài pháp của đức phật thuyết theo thỉnh cầu trực tiếp hay gián tiếp của Visakha. Vào một ngày rằm, Visakha đến tỉnh xá Đông Viên và đánh lễ Đức Thế Tôn. Visakha thưa rằng hôm nay bà hành trì lễ Uposatha, tức Bố Tát, và dành trọn tâm ý để tu học giáo Pháp. Trước lời thỉnh Pháp thầm lặng này, Đức Tôn Sư ban một thời Pháp dài. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, bài Kinh số 70 về hai phương pháp sai và một phương pháp đúng để hành trì lễ uposatha uposatha của người thế tục là trong ngày thọ giới sống cả ngày hôm nay với tâm mơ tưởng dính mắt vào những hưởng thụ cho ngày mai uposatha của các đạo sĩ ngoại đạo là trong ngày thọ giới chỉ rải tâm từ đến một số chúng sinh nào đó mà thôi và khoe khoang về hành ly dục ly tham của mình một cách không chân thật Uposatha chân chánh của bậc phạm hạnh là trong ngày thọ giới, nghiêm giữ tám giới, quán tưởng ân đức tam bảo và quán tưởng giới hạnh thanh tịnh của chư thiên và của chính mình. Đức Phật so sánh vinh quang của một người trị vì 16 quốc độ lớn không bằng một phần 16 hạnh phúc cao thượng của một ngày Uposatha chân chánh. Rồi Ngài nói về tuổi thọ và hạnh phúc của chư thiên ở các cõi trời và kết luận Nhỏ nhoi thay, là vinh quang của loài người so sánh với hạnh phúc của chư thiên. Trong một lần thỉnh pháp khác, Visakha hỏi Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, nhờ thành tựu bao nhiêu thiện pháp, một nữ nhân khi thân ngoại mạng chung được hóa sanh vào hàng thiên nữ, có sắc đẹp khả ái và quyền lực như ý?" Đức Thế Tôn giảng giải tám pháp lành để thành tựu phước quả ấy trích chương 8, bài kinh số 47 trong Tăng Chi Bộ Kinh. Một, luôn luôn yêu thương và hòa nhã với chồng vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn cho người ấy. Hai, kính trọng, chăm sóc, cúng dường những ai chồng mình kính mến như cha mẹ chồng và những bậc thiện trí mà chồng tôn thờ. Ba, thiện xảo, siêng năng và thận trọng khi quán xuyến công việc nhà. 4. Biết rõ năng lực của những người hầu để giám sát và trông nom hữu hiệu. Cạnh đó biết quan tâm đến sức khỏe và thực phẩm của họ. 5. Giữ gìn tài sản của chồng và không làm thất thoát của cải của chồng. 6. Quy y và nương tựa tam bảo. 7. Thọ trì ngũ giới. 8. Hoan hỷ trong hành bố thí và đức tánh xả bỏ. Và câu hỏi thứ ba của Visakha là do những đức hạnh nào mà một nữ nhân thành đạt trong đời này và đời sau? Đức Thế Tôn trả lời rằng, một nữ nhân thành đạt trong đời này bằng khả năng quán xuyến công việc nhà, quan tâm đến người hầu, thương kính chồng và gìn giữ tài sản của chồng. Một nữ nhân thành đạt trong đời sau do đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Trích trong chương 8 bài kinh số 49 Tăng Chi Bộ Kinh việc ban hành một số giới luật của tăng già có liên hệ đến Visakha. Chẳng hạn, một người cháu của bà phát nguyện xuất gia, sống đời phạm hạnh, nên thỉnh cầu chư tỳ khưu ở Savatthi cho phép cậu gia nhập tăng chúng. Tuy nhiên, sự việc này xảy ra vào mùa mưa, và trong ba tháng nhập hạ thì chư tăng có lệ không ban giới sa di. Vì vậy, cậu phải chờ đến khi mãn hạ. Nhưng khi mùa mưa đã qua, thì cậu nhục chí không còn ý muốn xuất gia tu hành nữa. Khi biết việc này, Visakha thưa giới Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đạo Pháp không chịu giới hạn của thời gian. Không có một lúc nào mà giáo Pháp không thể được truyền thừa. Nhân dịp này, Đức Phật thiết lập điều luật rằng thỉnh nguyện xuất gia thọ giới không được từ chối trong mùa an cư kiết hạ. Trích Tạng Luật, Quyển 1, Trang 153 một lần nọ, khi Đức Thế Tôn và Chư Tăng được Visakha thịnh đến nhà thọ trai, bà yêu cầu Ngài ban cho bà tám ân huệ. Trích tạng luật quyển 1 trang 290 đến 294 Đức Phật nói Ngài không ban ân huệ. Visakha liền thưa rằng bà không ao ước những điều đáng chê trách mà chỉ mong cầu những điều thiện lành. Đó là được cúng dường giáo đoàn theo tám cách. Một, dân y dùng cho mùa mưa. 2. dân thực phẩm cho chư tăng mới đến. 3. dân thực phẩm cho chư tăng sắp du hóa đường xa. 4. dân thuốc men cho chư tăng đau bệnh. 5. dân thực phẩm cho chư tăng đau bệnh. 6. dân thực phẩm cho chư tăng chăm sóc người bệnh. 7. dân cháo nếp lên chư tăng đều đặn mỗi sáng. 8. dân y cho chư ni khi phải tắm ở sông đức phật hỏi lý do đặc biệt nào khiến visakha yêu cầu các điều trên bà trả lời cặn kẽ như sau một chư tăng chỉ có tam y để giữ y khỏi bị hư hoại một số tỳ khưu bị bắt buộc phải để nửa thân trần khi đi bộ dưới cơn mưa lớn vì vậy chư vị bị nhầm lẫn là các ẩn sĩ lõa thể do đó bà muốn dân y đi mưa lễ dân y nhập hạ phát xa Hai, các vị tỳ khưu mới đến thành Savatthi chưa thuộc đường xá nên rất khó nhận được vật thực cúng dường đúng ngọ và họ còn phải đi bộ khất thực dù rất mệt nhọc sau cuộc hành trình. Do đó, các vị cần được đưa đến nhà bà để dân thức ăn đúng bữa, đúng thời. Ba, cũng với lý do tương tự với các vị tỳ khưu sắp đi xa. Bà muốn được cúng dường thực phẩm đầy đủ, tươi tốt và đúng thời. Bốn, các vị tỳ khưu đau bệnh phải chịu nhiều khổ sở và có thể mệnh chung nếu thiếu thực phẩm thích hợp. Do đó, bà muốn dân thức ăn cần thiết cho chư tăng đau bệnh. 5. các vị tỳ khưu đau bệnh phải chịu nhiều khổ sở và có thể mệnh chung nếu thiếu thuốc men thích hợp. Do đó, bà muốn dân thuốc men cần thiết cho chư tăng đau bệnh. 6. Một vị tỳ khưu chăm sóc người bệnh vẫn phải trị bệnh khất thực cho mình và cũng như cho vị tỳ khưu bị bệnh vì bận biệu vì ấy dễ bị chậm trễ và cả hai sư sẽ không thể ăn kịp giờ ngọ do đó bà xin được dân thức ăn cho các sư chăm sóc người bệnh 7. Bà đã được nghe về nhiều lợi ích của việc thọ dụng cháo nếp vào lúc sáng sớm do đó bà xin được dân cúng cháo nếp đều đặn cho buổi điểm tâm 8. Chư ni cũng chỉ có tam y thật không thích ứng khi chư ni phải tắm xong mà không có y che thân và điều đó vừa mới xảy ra do đó bà xin được dân cúng chư ni y che khi tắm xong sau khi Visakha trình bày cặn kẽ về mặt lợi tha của các công đức trên đức thế tôn hỏi bà có mong cầu gì về mặt tự lợi cho tâm linh do các thiện nghiệp này không câu trả lời của bà tỏ rõ sự tinh tế và thâm sâu do đã lãnh hội được sự khác biệt giữa quả lành lợi tha do thiện nghiệp và phước báo của sự rèn luyện tâm linh cho chính mình. Bạch Đức Thế Tôn Theo thông lệ hàng năm, sau khi an cư nhập hạ, các tỳ khưu từ trú xứ khắp miền khác nhau sẽ tụ hội về Savatthi để đánh lễ thăm viếng Ngài. Họ sẽ hỏi Thế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn, tỳ khưu tên đã nhập diệt, vì ấy đi về đâu, tái sanh như thế nào, Đức Thế Tôn sẽ nói vị ấy đạt quả vị nhập lưu, nhất lai, bất lai hay A-la-hán như thế nào. Rồi con sẽ đến hỏi các vị khách tăng ấy rằng, Bạch Quý Ngài, vị tỳ khưu ấy đã có khi nào đến Savatthi không? Nếu câu trả lời là có, con sẽ kết luận rằng chắc chắn vị sư ấy có dùng y đi mưa hay có độ thực phẩm dân cúng khi sư mới đến hay sắp đi xa, hoặc có nhận vật thực, thuốc men khi đau yếu, hoặc thực phẩm khi chăm sóc cho các sa môn ngã bệnh hoặc có dùng cháo nếp buổi sáng. Khi quán tượng lại những sự việc ấy, con sẽ vô cùng quan hỷ. Khi quan hỷ, con sẽ thấy hạnh phúc. Khi tâm con tràn đầy hạnh phúc, thân con sẽ được an định. Khi thân an định, hỷ lạc sẽ tràn dân giúp tâm con an trụ. Điều ấy sẽ dẫn đến sự phát triển các khả năng tinh thần cũng như các năng lực tâm linh và các yếu tố giác ngộ trong con. Đó là các phước báu mà con thấy trước được cho bản thân khi con thỉnh cầu tám ân huệ từ bốn sư. Đấng chánh đẳng chánh giác dạy, lành thay Visakha, lành thay Visakha thỉnh cầu Như Lai chấp thuận tám ước nguyện này vì đã thấy trước được các lợi lạc. Như Lai cho phép Visakha thực hiện tám điều này. Như vậy Visakha, mẹ của Migara, một nữ thi chủ mẫu mực đã khuân tập được một đức tin trong sạch và bất thối chuyển nơi tam bảo, đã ăn trú chắc chắn vào dòng thánh với quả vị nhập lưu, sẽ tái sanh vào một kiếp sống đầy phước báu và cuối cùng sẽ giải thoát mọi đau khổ trong dòng luân hồi, dòng luân hồi, dòng luân hồi, dòng luân hồi.